Xin chào tất cả anh chị các bạn. Đây là cái series đầu tiên chúng tôi làm theo cái xu hướng là vlog. Trước đây thì các bạn có thể xem rất là nhiều các cái video bài học của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi trên kênh PA Marketing. Và đó là các cái bài học về quảng cáo, các bài học về bán hàng. Và hiện nay thì chúng tôi đang có kế hoạch là phát triển một series các cái vlog dạng Business and Marketing Vlog. Sẽ chia sẻ các case study theo cái thời gian thực, những cái sự vụ để chúng ta có cái nhìn tốt hơn về thị trường, về kinh doanh, về bán hàng, về marketing, đúng không ạ? Và để bắt đầu thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái case study đầu tiên. Thì chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn về cái trường hợp của chuỗi nhà hàng món Huế Phở Hùng. Đây là một cái bài học mà chúng ta thấy rằng trong 1-2 tuần gần đây, thị trường cũng như là các cái chuyên gia cũng như là những cái Facebooker chia sẻ rất là nhiều. Và tôi cũng có làm cái vlog business and marketing này để chia sẻ thêm cho các anh chị và các bạn có những cái nhìn nó khách quan hơn, nó tổng quát và có thêm thông tin để có thể là rút kinh nghiệm cho chính chúng ta trong quá trình kinh doanh thực tế trong ngành hàng F&B. Tôi cũng có một cái khóa học về F&B marketing cũng khá là cơ bản và cũng giúp được cho rất là nhiều những cái chủ nhà hàng, chủ quán cà phê, chủ quán karaoke có thể tham khảo nếu mà các anh chị cần. Thế thì cái phân tích cái bài học kinh nghiệm về cái sự đóng cửa hay là sự thua lỗ của chuỗi nhà hàng món Huế Phở Hùng của một công ty có tên là Huy Việt Nam. Đây là một cái chuỗi nhà hàng bán cái sản phẩm món Huế và được đầu tư khá là nhiều tiền. Nghe nói là được đầu tư lên tới 30 triệu đô từ một nhóm các nhà đầu tư quốc tế. Với một cái số tiền như thế này thì món Huế có một cái áp lực là phải tăng trưởng về chuỗi rất là mạnh. Vì vậy là họ đã mở rất là nhiều các điểm bán món Huế, các điểm bán Phở Hùng và họ đầu tư cái mặt bằng cũng rất là lớn. Nhưng mà cái sự đóng cửa thì cũng có thể do rất nhiều các lý do. Thì với cái nhìn mà thực tế thị trường cũng như là báo chí đưa tin thì tôi xin đưa ra một số những cái phân tích như thế này. Đầu tiên đấy là tôi phải khẳng định rằng là chi phí rất là cao. Chi phí cao là một trong những cái yếu tố khiến cho bất kỳ một cái mô hình kinh doanh nào đều rất dễ là tổn thương và rủi ro và có thể dẫn tới tình trạng là thua lỗ và nếu không cẩn thận thì sẽ phá sản, đúng không ạ? Thế thì với một cái mô hình chuỗi như thế này thì họ sẽ cần rất nhiều các điểm bán từ Bắc vào Nam, có thể có lên tới vài chục hoặc là thậm chí cả trăm điểm bán, đúng không ạ? Thế thì ở đây chi phí nó sẽ bao gồm hai phần theo kế toán, nó gồm gọi là chi phí cố định và chi phí biến đổi. Thì các cái chi phí này bao gồm như là chi phí mặt bằng, thuê mặt bằng tại Hà Nội và Sài Gòn bây giờ rất là đắt, đúng không ạ? Thí dụ như là một cái mặt bằng ở trên một cái phố lớn như là phố Nguyễn Lương Bằng hay là Nguyễn Hoàng Đạo Thúy hay là cái phố Trần Duy Hưng vân vân, những cái phố như vậy có thể lên tới vài chục triệu hoặc thậm chí là 100-200 triệu cho một cái mặt bằng, tùy vào diện tích, tùy vào cái vị trí cụ thể, đúng không? Nó có thể là 30 triệu, nó cũng có thể là 50 triệu, nhưng nó cũng có thể là 200 triệu tùy vào mặt bằng. Và thường thì mặt bằng của món Huế các bạn thấy rồi đây là khá là đẹp, khá là khang trang, khá là ở các cái phố lớn. Thế thì cái chi phí mặt bằng như vậy rất là cao và nó có thể chiếm tới khoảng 40-50% so với cái mức doanh thu nếu trong trường hợp mà đạt điểm hòa vốn, đúng không ạ? Rồi thì cái chi phí đầu tư cho mỗi mặt bằng, bây giờ mở một điểm bán ra thì bạn phải đầu tư bàn ghế, đèn đóm, nồi niêu xoong chảo bát đĩa, in menu này khác vân vân, thì cái chi phí như vậy thường một cái điểm bán cũng có thể tiêu tốn của bạn từ 100-200-300 triệu hoặc nhiều hơn nữa. Đó, tùy vào cái mức độ các bạn đầu tư nó sang trọng đến đâu và diện tích mặt bằng lớn đến đâu, một tầng hay hai tầng, đúng không? Thì thông thường những cái nhà hàng họ có thể đầu tư mất vài trăm triệu là chuyện bình thường. Như vậy ví dụ bạn cứ tính đi 300 triệu một điểm bán, sau đó bạn lại nhân tiếp với là 50 điểm bán hay 70 điểm bán thì cái số tiền bạn phải đầu tư ra nó rất là nhiều. Đó. Tiếp theo đó là chi phí tiền lương cho cán bộ công nhân viên. Với mỗi một cái điểm bán thì chúng ta sẽ cần có 2 đến 3 cái ca kíp, các cái nhân viên thời vụ, nhân viên thu ngân, nhân viên chạy bàn, nhân viên bảo vệ, tức là các cái khoản chi phí tiền lương. Chi phí tiền lương thì được coi là chi phí biến đổi, bởi vì là làm nhiều thì sẽ tăng lương mà làm ít thì sẽ giảm lương, nhiều người thì sẽ tăng lương, ít người thì sẽ ít lương. Thế nhưng mà cái chi phí cố định như là mặt bằng hoặc là cái chi phí về khấu hao tài sản vân vân thì thường đó là các cái chi phí cố định, đúng không ạ?
Hàng tháng thì bạn đầu tư ra trang thiết bị như là tivi, như là bàn ghế, như là tất cả những cái tài sản khác thì bạn phải khấu hao. Thường thì bạn sẽ khấu hao trong vòng 12 tháng đến 24 tháng, tùy vào cái cách tính của cái đơn vị kế toán đó. Bạn khấu hao càng nhanh thì sau này tài sản của bạn sẽ càng giảm bớt và bạn sẽ chịu áp lực ít hơn. Nhưng mà thời gian đầu thì bạn sẽ chấp nhận thua lỗ, đúng không? Thì cộng với lại các cái chi phí khác, đúng không ạ, cho một cái việc mở một cái điểm bán, và sau đó thì bạn nhân với một cái số lượng 30, 50, 70, thậm chí 100 điểm bán. Thì giả sử như thế này, mỗi một điểm bán bây giờ bạn đầu tư mất khoảng tầm khoảng độ 300 triệu, đúng không ạ? Và thế 10 điểm bán bạn sẽ mất 3 tỷ, và 100 điểm bán thì bạn sẽ mất 30 tỷ đó. Chưa kể đến là cái tiền thuê mặt bằng thì bạn sẽ phải đóng từ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm tiền thuê nhà. Thế ví dụ bây giờ bạn thuê một cái mặt bằng là 200 triệu mà bạn đóng 1 năm thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 tỷ rưỡi. Như vậy cái vốn lưu động để các bạn ném vào cái phần đầu tư cũng rất là lớn. Tất nhiên không phải nào cái nào cũng 200 triệu, và tất nhiên cũng không phải cái nào cũng phải trả 1 năm. Vậy thấp hơn đi thì 50 triệu và trả cho trong 6 tháng thì bạn cũng mất tầm 300 triệu, cộng với đầu tư mất 200 triệu nữa là 500 triệu, cộng với tiền lương nhân viên 1-2 tháng đầu khi không có khách hàng vắng vẻ. Như vậy các bạn đã thấy là cái con số rất là khủng khiếp, nhân với 30, 50, 70, thậm chí 100, 200 điểm bán. Ok. Thứ hai nữa là với một cái chi phí cao như vậy thì dẫn tới tình trạng là điểm hòa vốn cao. Điểm hòa vốn cao tức là sao? Ví dụ bây giờ hôm trước tôi ngồi tôi tính giả sử một cái bài toán giả định thôi của món Huế, đúng không ạ? Một cái điểm bán bạn thuê 50 triệu, và cộng với tiền lương nhân viên khoảng mỗi ca khoảng 3 người, nhân với khoảng 3 ca thì 9 người, và bảo vệ thu ngân vân vân. Thế thì bạn sẽ thấy rằng là một cái điểm bán như vậy gồm có 50 triệu bạn chia ra cộng với tiền lương, cộng với lại tiền bảo vệ, cộng với lại tiền nguyên liệu, phí cốt của bạn là rơi vào khoảng độ 35-40% đi. Thế thì bạn sẽ tính rằng là như vậy một ngày bạn sẽ cần phải có bán được khoảng 5 triệu tiền hàng. 5 triệu tiền hàng thì bạn sẽ phải chia cho ví dụ như là 50.000 một bát bún Huế, đúng không ạ? Thế thì bạn sẽ cần đến là khoảng bao nhiêu ạ? 10 bát là 500, đúng không ạ? Vâng, 100 bát sẽ là 5 triệu và 150 bát sẽ là 15 triệu. Đó, thế thì bây giờ với một cái điểm hòa vốn cao thì bạn sẽ cần khoảng độ một ngày bạn sẽ cần khoảng tầm 50 bát, 70 bát, thậm chí đến 100 bát thì bạn mới có thể đạt điểm hòa vốn. Và 100 bát thì tương ứng với 100 khách hàng. Vậy không phải lúc nào mình cũng có được 100 khách hàng trong một ngày, đúng không ạ? Bởi vì mình bán một cái món như vậy thì cái biên lợi nhuận nó cũng vừa phải. Thế nhưng mà có những cái quán phở thì một ngày người ta bán 300 bát hoặc là 500 bát cũng là chuyện bình thường. Đấy, vấn đề ở chỗ là cái chuỗi món Huế này thì cái quá trình mà tôi quan sát thì tôi thấy là họ cũng khá là ít khách, khá là vắng khách. Tôi nghĩ rằng là cái doanh thu không thể đủ bù với chi phí. Và chính vì như vậy nó dẫn tới cái hiện tượng là người ta sẽ bị thua lỗ trong thời gian dài, cộng với việc là nhân với một chuỗi lớn thì như vậy cái số tiền họ có thể bốc hơi từ 30, 50 tỷ một năm, thậm chí là 100 tỷ một năm cũng là chuyện bình thường. Vì vậy họ chịu lỗ trong 2 năm, 3 năm như vậy họ có thể mất từ 150 đến 200, thậm chí 300 tỷ. Ok, tất cả con số này thì các bạn hoàn toàn có thể tự tính toán được một cách chi tiết bằng cách là sẽ tính chi tiết là một cái điểm thuê, đúng không ạ? Xong rồi tính chi tiết một cái điểm hòa vốn, xong đó tính chi tiết doanh thu và các bạn sẽ biết là lời lỗ bao nhiêu. Đấy. Và một cái yếu tố nữa thì tôi nghĩ rằng đó là cái cảm nhận về quán thì cảm nhận về quán trông rất là sang, rất là đẹp, rất là lịch sự. Đấy, tuy nhiên đi qua thì cũng khá là vắng khách. Đấy, thế thì chính vì cái cảm nhận vắng khách như vậy cho nên là khách hàng người ta lại không muốn vào ăn. Đối với người Việt ấy, người ta lại có một cái thói quen đấy là người ta rất là thích ăn ở những cái nhà hàng càng đông khách càng tốt. Vì vậy trong marketing thì các bạn nên tạo ra những hiệu ứng chim mồi, hoặc là các bạn phải tạo ra những cái phễu hoặc là những cái sản phẩm đường dẫn để đưa khách tới, để khách cảm giác là lúc nào cũng đông vui một chút. Cái cảm giác sang trọng thì cũng khiến cho khách hàng là cảm thấy e ngại khi bước vào. Ví dụ như là 50, 70 nghìn cho một bát bún Huế, trong khi đó ở lề đường, ở vỉa hè, ở những cái chỗ kém hơn, không có thương hiệu thì họ chỉ khoảng 30, 40 nghìn hoặc 35 nghìn thôi. Như vậy đắt gấp đôi thì khách người ta sẽ ít sự lựa chọn, đúng không ạ? Và chính vì như vậy thì
khiến cho là cái việc mà khách đã vắng rồi lại tiếp tục vắng, cái vòng luẩn quẩn mà vắng khách thì đồ không ngon, đồ không ngon thì vắng khách thì đồ lại không ngon, tiết kiệm chi phí và làm cho cái chuỗi của mình càng ngày càng trở nên tệ hơn, và đến đỉnh điểm là họ đã phải tuyên bố đóng cửa chuỗi và họ đã bị báo chí đưa tin về những cái chuyện là họ nợ nần rất là nhiều tiền nhà cung cấp vân vân đấy. Rồi thì các cái chiến dịch marketing làm thương hiệu thì có thể họ đã chi rất là nhiều tiền nhưng mà không thực sự tốt, đúng không ạ? Thì tôi đã từng làm quảng cáo cho nhiều nhà hàng rồi nên tôi cũng biết. Thí dụ những cái nhà hàng mà như là Lương Sơn Quán hay là Ao Quán thì họ chi một cái ngân sách quảng cáo khá là lớn nhưng đổi lại doanh thu của họ cũng rất là tốt, và họ chi một cách tương đối là bạo tay và bền bỉ dài hạn. À, trong khi đó cả một cái chuỗi lớn như vậy mà họ chi ngân sách tính ra trên mỗi một cái điểm bán nó không phải là đủ lớn, thì tất cả những yếu tố như vậy nó cấu thành, nó khiến cho cái mô hình kinh doanh nó sẽ không thành công và lỗ 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 trong dài hạn, lỗ nhân với số lượng điểm bán lớn. Thì bản thân chúng tôi cũng đã từng làm việc và từng tư vấn cho những cái chuỗi nên chúng tôi biết là các bạn cứ tưởng tượng đến mỗi một điểm bán lỗ khoảng 30 triệu, đúng không ạ? Thế thì nhân với khoảng độ 50 điểm bán như vậy bạn sẽ lỗ 1 tỷ rưỡi một tháng, và giả sử nhân đều 12 tháng lên thì bạn sẽ lỗ khoảng 20 tỷ một năm. À, đấy là con số có thật, và tôi tin rằng là với cái mô hình này của món Huế của Phở Hùng thì cái công ty chủ sở hữu họ có thể lỗ 50 70 tỷ một năm là chuyện rất bình thường. Ok, thì đấy là một số cái ví dụ chia sẻ thêm một số những quan điểm để các anh chị nắm được về cái món Huế. À, đây là một cái case study thì nó cũng công khai ở trên báo chí rồi. À, các anh chị có thể đọc thêm rất nhiều các bài viết khác và các anh chị có thể trao đổi thêm trong các phần bình luận. À, để mà rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho mình trong cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng với các cái chủ nhà hàng, chủ quán cà phê thì các bạn cần phải thứ nhất là không sử dụng vốn vay, và thứ hai nữa là phải tính được điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn càng thấp càng tốt. Nếu mà điểm hòa vốn cao là sẽ rất là rủi ro. Nếu mà điểm hòa vốn cao thì mình phải có năng lực tài chính tốt, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là mình phải có chiến lược marketing dài hạn. Thí dụ như là mình khai trương vào cái tháng 12 nhưng mà trước đó 2 tháng hoặc 3 tháng mình đã chạy marketing giới thiệu về cái nhà hàng đó rồi mà mình chưa cần phải bán. Rất nhiều người là khai trương xong 1 tháng 2 tháng không có khách thì mới bắt đầu tìm đến tôi và chạy quảng cáo hay là tư vấn này kia, thì tôi nghĩ rằng đó không phải là một sự khôn ngoan, mà mình nên làm marketing trước đó 1 tháng thậm chí 2 tháng và cẩn thận thì 3 tháng. Tôi nghĩ là 2 tháng là đẹp, đúng không ạ? Ví dụ grand opening của bạn là rơi vào ngày 1 tháng 12 thì bạn có thể chạy quảng cáo từ ngày 1 tháng 10 để cho người ta biết đến cái nhà hàng đấy, biết đến cái món đấy, biết đến cái chương trình phễu đấy. Và khi bạn chạy quảng cáo thì bạn phải tính là mình phải tung ra, đúng không ạ? Món gì, phễu gì, giá bao nhiêu, hút khách nào, đúng không ạ? Và sau đó sản phẩm đường dẫn là gì, sản phẩm chiến lược gì, họ vào cửa hàng của mình, vào nhà hàng của mình sẽ upsell như thế nào, đúng không ạ? Họ mua một cái món ăn khoảng độ 3 40 nghìn, mình sẽ upsell lên một cái bill 100 200 nghìn như nào, mình phải đào tạo nội bộ nhân viên phục vụ tất cả mọi thứ. Và hiện nay thì tôi thấy cũng rất là nhiều các mô hình như là món Huế thì nó có các công ty đối thủ như là Nét Huế họ cũng rất là thành công, hoặc là cái mô hình những cái nhà hàng một món kiểu như là Vua Chả Cá thì tôi thấy họ đang cũng rất là thành công, hay là tại thời điểm hiện tại thì có Bún Chả Sinh Từ cũng là một cái mô hình nhà hàng một món. Thì tôi không rõ là cái biên độ lợi nhuận của họ tốt đến đâu và doanh thu như thế nào, nhưng mà tại thời điểm này, tại thời điểm tôi đang làm cái video Business Marketing Vlog này thì tôi thấy họ đang phát triển rất là mạnh. Hoặc là những cái quán phở, đúng không ạ? Ví dụ như là phở Lý Quốc Sư họ vẫn mở ra. Có thể có những điểm không tốt nhưng có thể có những điểm rất tốt. Thì cái đó là cái mà các bạn cần phải tính toán, đúng không ạ? Các bạn phải vẽ ra cái dòng tiền, chạy Excel mô hình kịch bản tốt, mô hình kịch bản trung bình và mô hình kịch bản xấu. Và mình phải có câu trả lời cho từng cái mô hình như vậy. Ngày này làm gì, tuần này làm gì, tháng này làm gì, ai làm gì, chi bao nhiêu tiền, dòng tiền về như nào, mình phải tính được. Thì như thế mình mới đầu tư nha. Vâng, ok. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã theo dõi cái video đầu tiên trong series Phan Anh Business Marketing Vlog của công ty PA Marketing và kênh YouTube PA Marketing của tôi. Nếu các bạn có ý kiến thì các bạn hãy comment hoặc là gửi email cho tôi qua địa chỉ email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989 63888. Và
Các bạn có thể share, có thể shop, có thể chia sẻ để cho kênh của chúng ta trở nên vui hơn, sâu hơn và có cái giá trị được lan tỏa cho nhiều người hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin phép được nói rằng là đây là một cái case study mà nó đã có và tôi chia sẻ dưới góc độ kinh nghiệm của tôi thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.